Rồi, ok, hello các bạn đang xem video của mình nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với series Q&A câu hỏi và câu trả lời nha mọi người. Ấy thì cái câu hỏi mà các bạn dành cho mình hôm nay đó chính là: anh ơi, em có thể là cho cái cây nấm ấm nó ăn thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt lợn được cái kiểu con nào đĩa được hay không? Hey, mình trước khi mà trả lời cái câu hỏi này thì mình sẽ nhắc lại một xíu về cái kỹ thuật chăm mấy cái cây nấm ấm. Thì tuy cái cây nấm ấm á, nó mang danh là cây ăn thịt. À, cây ăn thịt chỉ là một cái tên gọi Việt hóa, kiểu giống như là cho nó rùng rợn hơn, nó thú vị hơn. Nhưng mà thực ra là cái cây nấm ấm á, thức ăn chính của nó chủ yếu là các loại côn trùng nha mọi người. Côn trùng chứ không phải là động vật thịt giống như thịt heo, thịt bò, thịt gà gì đâu. Nên á, nếu như mà các bạn có cho cây nó ăn á, thì các bạn hãy bắt các loại côn trùng để mà cho cây ăn, chứ mà các bạn không phải là các bạn hôm nay nhà các bạn ăn thịt bò xào, các bạn móc cho cây miếng các bạn bỏ vào, thì cái hành động đó nó sẽ làm cho cái ấm nó nhanh tàn hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó sẽ tạo ra một cái mùi hương không hề dễ chịu nha mọi người. Mình tạm gọi nó là mùi thối luôn đấy. Mùi thối luôn thì có thể các bạn cũng biết rồi là cái quá trình tiêu hóa của cây nấm ấm á, nó cực kỳ chậm luôn. Thì nó chậm như thế là khi mà cái miếng thịt nó rớt vào là nó sẽ bị mấy cái con vi sinh vật mà kiểu như gây thối rữa đó, nó ăn cái miếng thịt đó, nó tạo ra cái mùi hương. Bởi vậy nếu như các bạn nào mà các bạn hay đọc trên báo đài trên thì đương nhiên là mấy ông nhà báo, mấy ông nhiều khi là vườn của mấy ông chưa chắc gì có cái cây nấm ấm để mà chơi nữa mọi người. Thì mấy ông hay viết rằng là cái cây nấm ấm sẽ tiết ra cái mùi hương để mà dụ các loại côn trùng. Nhưng mà mình trồng nấm ấm tới năm nay là chắc cũng năm thứ 6 rồi đấy, và mình không có thấy cái cây nấm ấm nó có cái mùi gì cả. Cái mùi á, nó xuất phát chủ yếu là do nó bắt được cái con gì đó. Ví dụ như thằng lằn đi, hồi đợt mình cũng đã một lần chứng kiến rồi. Trời ơi, ta nói cái ông thằng lằn, ông lên ông liếm trên cái môi, sao ông rớt vào bên trong ấm và mình không phát hiện ra. Đến lúc mà tự nhiên mình đi chăm cây trong vườn, cái mình nghe mùi thủm thủm chuối chuối, cái mình thấy có điều không lành rồi. Đi vòng cái phát hiện ra ảnh chết cho bên trong cái ấm. Bây giờ nó tạo ra cái mùi thối, thì mình nghĩ rằng là vì cái lý do này mà mấy ông nhà báo, mấy ông biết là cái cây nó sẽ tạo ra cái mùi hương, mùi thối để mà dẫn dụ cái con côn trùng. Rồi một số bạn kiểu như là các bạn có con nhỏ đi, các bạn có con nhỏ thì các bạn sẽ sợ rằng là cái mùi hôi đó sẽ gây hại đến các bé. Thì chỉ cần các bạn tránh cái tình trạng đó thôi. Còn đối với mình trồng cái cây nấm ấm rất là lâu rồi, mình thấy nó rất là bình thường, nó không có gì gây độc hại gì cả. Thậm chí có một cái thông tin này nho nhỏ cho các bạn, mà nếu như các bạn thôi giải thích trước luôn, thì cái cây nấm ấm á, nó là một loại cây thuốc nha mọi người. Nó là một loại cây thuốc có tác dụng chữa một số loại bệnh về đường tiết niệu, đường tiểu rồi đó. Nhưng mà mình có một lời khuyên chân thành cho các bạn, trước khi mà các bạn sử dụng á, các bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước nha, chứ không phải là mình các bạn nghe gì mình nói là cái cây nấm ấm nó làm bị thuốc các bạn đè để các bạn uống đâu. Rồi ok. Thì các loại côn trùng thì là thức ăn cho cây. Đây mình sẽ quay một vài cái côn trùng nạn nhân xấu số cho các bạn xem. Đây không biết các bạn có thấy được không ta? Tuy là cái ấm này là nắp ấm Ambularia này, mà cái ấm của mình khá là mini. Tuy là nghe nói nó mini vậy thôi, nhưng mà nó thực ra nó cũng bắt được vài cái loại côn trùng để mà nó ăn nè. Nó bắt thần kỳ lắm mọi người, bởi vì nó mang danh là cái cây ăn thịt là như thế. Thì đây chính là thức ăn chủ yếu của cây nha, chứ mà không phải là cái cây nó ăn thịt heo, thịt bò, thịt gà gì đâu. Đấy, các bạn lưu ý giúp mình. Rồi ok, thì đó là cái câu trả lời của mình cho cái câu hỏi của các bạn là: anh ơi, em có thể cho cây nó ăn thịt heo, thịt bò, thịt gà được hay không? Rồi, và mình xin kết thúc video tại đây. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu như bạn thấy clip hay, hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Bye bye mọi người.